Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình du lịch kỳ thú của Susu. Và vừa qua thì các bạn đã được xem được rất nhiều nơi, rất là nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tham quan đến một địa điểm tiếp theo, đó chính là một nơi mua sắm vô cùng sầm uất tại Sài Gòn mà các tiểu thương, các buôn lái từ tất cả những nơi xa sẽ về đây để mà nhập hàng. Đó, xin mời các bạn. Chúng ta sẽ ghé thăm chợ An Đông nha mọi người nha. Đây. Không quyến cái. Thôi đỡ mày. Đây là những tiểu thương chợ An Đông, đây là những cô gái mà bán chợ An Đông nha mọi người. Và đây, mô hình chợ An Đông thì rất là nhiều những sản phẩm, ví dụ như đây, hành tây. Củ hành này dùng để xin lỗi các bạn ạ. Tôi phải xin lỗi một chút nha. Cái củ hành ở đây thì dùng để là áp chế những mùi trong cái chợ này thôi các bạn. Nhưng mà dường như là nó không có tác dụng khi mà với sự áp chế quá nặng nề bởi những mùi, ví dụ như là mùi củ kiệu. Và đây, đây là những mặt hàng ví dụ như là áo thun nha mọi người nha. Áo thun, đây là áo thun dài tay, chất liệu là cô tông nha. Đó, ngoài ra còn có đầm nữa nha mọi người. Đây là đầm ngủ nha. Đó, đầm ngủ đây, đầm ngủ. Đó, đầm ngủ luôn, rất là dễ thương nha mọi người nha. Rồi ngoài ra thì chợ An Đông này còn có đó là dài. Đó, những loại dài rất là đẹp mà tuy là hơi cũ nhưng không sao. Rồi xin mời mọi người vào tham quan tiếp tục những gian hàng bên trong của chợ An Đông nha mọi người nha. Đây là nón dùng để đi biển nha mọi người. Đó, chưa? Dễ thương không? Rất là nhiều những mặt hàng cho mình tha hồ mua xài rửa xài. Còn khu vực này là khu vực bán giỏ nha mọi người nha. Đây, giỏ sách đây đó, giỏ sách để khắp mọi nơi. Đó, ai muốn lựa cái nào lựa trên đây cũng là giỏ sách nè. Đó, giỏ sách này thì trung bình giá của nó là khoảng từ 300 tới 320 ngàn 7 cái nha mọi người nha. Rồi, ai muốn mua cái gì có bán ổ điện nữa nha mọi người. Đó, ngoài ra còn có bán điện thoại Samsung, ổ lộn iPhone nữa nha mọi người nha. Rồi đây, đây là quốc phục Việt Nam nè, cái quần áo dài. Cái quần áo dài sẽ có giá là 45 ngàn một quần. Xin lỗi mọi người, cái quần nó khai quá. Cái chợ cái chợ bán quần gì đâu mà nó khai tới sợ thiệt. Hỏi ai mặc đi. Cái quần nó khai gian động vũ ra một cái, tao tưởng là ai đấy dầm. Trời, đây quần này 45 ngàn một quần nha mọi người nha. Và đặc biệt đó là có thêm đó là vũ áo nữa. Không, không khai lắm thì mà nghe buồn. Hỏi đi cái nắp đi. Đó mọi người nha, đây là áo rất là đậm chất miền Tây. Chiếc áo này được sản xuất từ ở là Châu Đốc nha mọi người nha. Đó là ngoài chợ mắm. Ngoài chợ mắm cho nên cái nắp nó có mùi mắm rất là đặc trưng của chợ Châu Đốc. Đó rồi, còn ngoài ra chợ này rất là đặc biệt, có bán cả hồ sơ xin việc làm nữa. Trời ơi, cái gì, cái chợ này cũng có, để coi coi còn sản phẩm gì nữa không. Đây, quần nha mọi người nha. Cái quần gì đâu mà nhỏ xíu như vậy nè đó. Chợ này nói chung là cái gì cũng có nè, áo mưa nè. Thấy chưa? Áo mưa nha mọi người, áo mưa. Áo mưa này có lẽ là không bán đâu mà tặng cho tiểu thương đi chợ mua về mà mưa đó thì tặng. Rồi rất là nhiều những sản phẩm rồi bán nè. Lo nghe nhạc nè đó. Rồi có gì đây, tóc giả, trời tóc giả luôn. Chợ này rất là nhiều những sản phẩm quý hiếm nha mọi người nha, tóc giả rất là đẹp đó, keo xịt tóc đây, túi vali, rất là nhiều thứ luôn nha mọi người nha. Quần đi biển nữa nè đó. Cái chợ thì quy mô thì cũng nhỏ nhưng mà được cái là nhiều sản vật quý hiếm quá ha. Rồi dòng vàng, dây chuyền nữa, các thứ nè mọi người. Đây, giấy chùi đít nữa, một lần một cuồng, mà cái cuồng gì đâu mà chùi chắc trời ơi chắc chết. Này, dây chuyền, dây ơ, tùm lum tùm la, có đủ luôn nha mọi người nha. Đó, sữa rửa mặt nè ha. Rồi, ly nữa, ly này là ly gốm sứ nha mọi người nha, rất là đặc biệt đó. Mắt kính nữa nè. Rồi đây là bàn thờ tổ tiên, bàn thờ cũng không đẹp thần tài ngoài chợ mọi người. Hỏi mày. Rồi còn đây là những gian hàng ví dụ mỹ phẩm nha mọi người. Quay qua đây bé. Mỹ phẩm giới thiệu với mọi người, đây là gian hàng mỹ phẩm. Nó gồm có ví dụ như là cái miếng đánh nền như này. Cái miếng này là cô đi. Giang vú. Giang vú. Vậy giá lên mặt, giá lên mặt. Đúng rồi, đánh nền. Đó đúng rồi. Cái này là cái đồ mà hít má hồng nha mọi người nha. Cái đồ mà có lẽ là mình đánh má hồng lên thì nó sẽ không có đẹp, thì mình để như vậy, sau khoảng 15 phút mình tháo ra thì mặt mình sẽ hồng. Đó là miếng hít má hồng nha mọi người nha. Còn đây là kem nền đó. Kem nền, rồi thuốc tránh thai. Trời mọi người ơi, có cả vương miệng đó nha mọi người. Vương miệng nha, vương miệng. Nó hơi xét nhưng mà nhìn cũng rất là ok. Rồi còn có, ôi bán cả len nữa mọi người à. Cả len nữa. Rồi, đâu rồi cái gì? Nước hoa. Wow, nước hoa Victoria Secret nha mọi người nha, nước hoa này khoảng 70 ngàn một chai thôi, rất là rẻ. Rồi có bán kẹo nữa nè, kẹo nè, trep siêu đó. Ngoài ra có bán quần áo, ở dưới đây là mình có đầm maxi nè. Ở đây có bán khăn tắm đó nha mọi người nha, khăn tắm. Cái khăn tắm nha, đây là khăn tắm nha mọi người đó. Nhìn thì mọi người nghĩ là nó dính bụi nhưng mà thật ra không, đây là một cách phủ màu, cách phủ màu rất mới
một cách phủ màu vô cùng mới, đó là cái kiểu mà có mùi mỹ lệ đó. Thấy cái mùi quen không? Embray, nhuộm embray nha mọi người nha. Nhuộm embray nha. Rồi rất là nhiều những sản phẩm quý hiếm ở đây, thí dụ như đây là cái không phải kìa, bỏ đang tìm, bỏ đang tìm á kìa kìa, mùi sọc á, bỏ mà vô giá đang tìm á. Cái đó là cái gì? Nặng thun, nặng thun cái gì vậy? Cái đó là nặng thun nặng. À cái này, à cái này là cái vàng ná ở dưới quê nha mọi người nha. Giống như giờ mình bỏ cái gì vô đi, đâu đâu có cái cục gì không? Tao bỏ vô tao bắn cho mặt coi. Nè, dưới chân kìa. Đâu đâu? Dưới chân kìa. Đây, à đúng rồi nè mọi người, đây là cái vàng ná nha mọi người nha. Bỏ vô. Bắn. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đưa lại cục đó coi, đưa lại cục đó coi. Cái này nè, cái này quảng cáo này luôn. À, mọi người nha, cái đây là một bộ bộ vàng ná đồ chơi em bé nha mọi người, đồ chơi em bé một bộ vàng ná nha, rất là dễ thương. Rồi bây giờ cầm cho một bên cái coi cưng ơi, rồi thỏ cái tay vô cầm giùm bên ra. Rồi đó, đây là cái vàng ná bộ đồ, bộ bắn đồ chơi của em bé để mà ở dưới quê hay chơi ngoài. Rồi chuẩn bị nè, bắn nè, 1 2 3. Chung là cũng ok, cái này thì sẽ có giá là khoảng 7.000 vậy. Rồi mọi người ơi, rồi tóc giả nữa nha mọi người, tóc giả rất là nhiều sản phẩm nha đó. Rồi ngoài ra thì cầm rồi ra đi. Nhìn quen quá vậy. Thúi thúi ghê trời ơi, đứa khai gáy hả? Ghê quá à, thiệt luôn á. Đây là người đây là chủ chợ cho mọi người, đây là hai anh chị chủ chợ. Đây là hai anh chị chủ chợ. Quay cũng lại nào. Để cho quay. Bán hàng người ta quay là như mà con ta thấy vậy, không phải là hàng của tôi, tất cả mặt này đây là của bạn Mỹ Lệ. Đây là chủ chợ mọi người nha. Trời ơi. Có cái phòng ngủ nào mà như cái chợ không? Ghe xa ra nhìn tổng thể đi. Rồi trả lời. Trời đất ơi, nó sống trong một cái phòng như vậy nè. Trời đất ơi. Ủa da, nó chưa hồng nữa ta. Cái đó giăng vú của Mỹ Lệ đó. Cái gì? Giăng vú của Mỹ Lệ. Không tin bà hửi đi có mùi vậy. Ua chi chua. Dẹp 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 má ơi. Chua quá. Cô bác à, tắt đèn con ngại đi má. Chị không ai kêu kìa. Tắt đi bà nội.